Lên tiếp cho các bác một dàn na tiêu nan. Trong này có 3 con na tiêu nan và một con nex. Tất cả đều là hàng bãi của Nhật, quạt của Nhật hết ạ. Dòng này bên em đã lắp đổi nguồn cho bác rồi. Các bác cắm trực tiếp 220 luôn. Còn bác nào mà không thích dùng 220 thì về có thể mở cái nắp nắp đáy đi đấy. Bỏ cái đổi nguồn này ra là lại về điện 100. Đấy. Nguyên lắp cái đổi nguồn đã mất gần 200.000 của em rồi, cả công nữa còn hơn. Báo cáo các bác. Có một số bác thì thích chạy điện 100 thì bác có thể bỏ đổi nguồn ra, không sao. Bởi vì là em bán cái hàng này có nhiều bác ấy. Về chỉ vô tình con cháu mình rút ra cắm đi cắm lại là cắm sang điện 220, không may nó cháy. Những dòng này nhé, bán chưa lau chưa dọn gì đâu bác nhé. Lau dọn rất là đẹp luôn. Chưa lau. Tại sao bảo chưa lau đây em có gì đây. Đây bác nhìn này, lau này. Đấy. Đấy được chưa? Nếu mà lau thì nó sẽ ra sáng bóng thế này bác nhé. Chứ nó không bẩn này, chưa lau. Nhưng mà đã về bây giờ thời tiết ngoài trời gần 40 độ, nóng lắm rồi bác ạ. Bác nào nhanh thì mua quạt đi. Thôi đến lúc 1 2 hôm nữa đến lúc nó cháy nó hết hàng thì các bác bắt lại xô nhau dục em thì em bó tay. Đây là những chiếc quạt này em Tuấn đã đổi nguồn cho bác rồi. Và với mức giá em cũng báo giá công khai luôn, đấy là giá bán. Đây, 1,5 triệu một chiếc đối với lại dòng Nationan. Dòng này là quạt quạt cây bác nhé. Đây, các bác có thể đây. Bác nhìn này. Đấy, đưa nó lên, chuyển lên. À con này thiết kế nó đều như nhau đây này. Đấy bác nhìn này. Đấy đấy, được chưa? Đó, con này này. Đây. Nó còn lên được nữa. Đây. Giờ mình hơi nó chưa vệ sinh, hơi xít đấy. Con này cánh vàng, con này cánh tím màu tím, cánh vàng màu vàng, cánh xanh thân xanh, được chưa? Ba con này em xếp số thứ tự nhá. Con đầu tiên này là 1,5 triệu, số thứ 1, số 1 này. Con này số 2, màu tím, số 2. Con màu xanh này là số 3, 1,5 triệu hết. Còn con cuối cùng này là con số 4, 1,390,000. Nó là con nick nhá, hay con. Con này Nhật hết đấy, toàn dùng trong nước thôi. Ok chưa? Nick model là NF302HP. Được chưa? Next luôn. Đẹp chưa? Đấy. Lên thì cho các bác cho nó nhanh. Ok chưa? Chưa lau dọn gì đâu. Lau dọn nó sáng choang luôn này. Đấy, bức giá em báo rồi. Có nào nhu cầu liên hệ.